Thưa quý vị, nhân ngày làm việc đầu năm mới Nhâm Dần 2022, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến tặng quà lì xì năm mới, động viên đội ngũ cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. Tại đây, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chúc đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa thành phố một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chia sẻ những khó khăn vất vả, nhất là trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ công chức bộ phận một cửa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, giải quyết kịp thời các hồ sơ thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trong năm 2022, Đà Nẵng sẽ tập trung thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, đội ngũ cán bộ công chức bộ phận một cửa thành phố cần tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.